đây là một AI video mới anh chị và chúng ta có thể sử dụng thử xem kết quả như thế nào nhé hiện tại nếu mà nói về AI video thì có rất là nhiều anh chị ví dụ những những AI mà top đầu thị trường hiện tại á quay nè clean AI nè hoặc là Halo Minimax nè là những AI top đầu thị trường ha hoặc là những AI mà phía dưới có thể là video AI nè Bitverse AI nè Hyper AI nè thì những AI đó mình đều đã có chia sẻ ở trên channel mình rồi anh chị anh chị có thể xem lại một video mình nói về năm cái AI miễn phí đó ha thì hôm nay á có một công cụ ai mới ra mắt và chúng ta sẽ xem thử công cụ ai này có gì đặc biệt hả anh chị ok ha chúng ta sẽ bắt đầu thôi công cụ ai này á có tên là bolo ai hả anh chị đây đó là cái trang web này đây anh chị hãy vào trang web là bolo ai ha chúng ta sẽ thử nghiệm xem như thế nào ha khi vào đây rồi anh chị sẽ thấy ha họ demo một số tính năng là ví dụ như tạo ra một cái hình ảnh của một cái ngọn núi lửa nè hoặc là kiểu như con khủng long nè hoặc là những cái tàu không gian chẳng hạn anh chị đấy mình nhìn thì mình thấy có vẻ là chất lượng nó cũng nằm ở thuộc dạng Bitverse AI thôi chứ cũng chưa thuộc dạng được Halo Minimax hoặc là Clean hoặc là cao nhất là Runway hiện tại đâu có vẻ là chưa được như vậy nhưng mà có thể là những AI mới á, họ sẽ đưa cho chúng ta những cái gói miễn phí để chúng ta có thể sử dụng hơn chị và chúng ta có thể thử nghiệm được đấy một số trải nghiệm dưới đây ha ví dụ như tạo về hình người đi thì hiện tại không có AI nào tạo tốt bằng Runway và Collinear hết anh chị đấy chúng ta thử xem ha một số hình dạng động vật như thế này ok ha bây giờ chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ login một tài khoản vào đây bằng cách là bấm vào Star for free nè ở đây ha và chúng ta chỉ cần đăng nhập một tài khoản Google thôi anh chị khi mà chúng ta đăng nhập vào anh chị sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có là 20 Reddit nè và khi vào đây thì nó cũng có một cái tính năng đó là chúng ta sẽ in vào những cái ngày liên tục như thế này thì nó sẽ tặng cho chúng ta những cái Reddit ví dụ như trong ngày thứ nhất thì nó tặng thêm chúng ta hai Reddit chẳng hạn đến ngày thứ bảy thì tặng thêm 10 Reddit chẳng hạn đó anh chị sẽ thấy ha đây là một tính năng để mà nhắc nhở cho người ta thường xuyên đăng nhập vào đây ha khi mà mình vào một Rising thì mình sẽ thấy là ở đây tài khoản free là có 10 reddit một tuần Nên mình tạm hiểu đó là Khi mà chúng ta đăng nhập một tài khoản mới Thì ngay lập tức chúng ta sẽ có 20 reddit Và từ đó về sau Cứ mỗi tuần chúng ta sẽ có 10 reddit Mình tạm hiểu là vậy ha Và trong cái gói tài khoản free nè Thì chúng ta sẽ có sử dụng theo cái gói standard nè Và phải có watermark thôi anh chị Đấy Khi mà chúng ta cần nâng cấp lên á Thì chúng ta có thể sử dụng gói theo tháng nè Là gói like nè là gói thấp nhất là 15 đô một tháng nè thì chúng ta có 300 Reddit một tháng ha tương đương với 30 standard video như vậy á ở trong đây khi mà chúng ta tạo một video nó cũng sẽ tốn 10 Reddit anh chị giống như Clean AI tuy nhiên anh chị sẽ thấy ha chúng ta có thể phân tích thử về phần giá nè mình sẽ thử so sánh với Clean AI một tí ha ví dụ như trong Bolo AI này anh chị sẽ thấy ha gói theo tháng hiện tại gói thấp nhất là 15 đô một tháng chúng ta có 300 Reddit một tháng và tạo được khoảng 30 video standard tức là một video của họ cũng sẽ tốn 10 Reddit anh chị ở đây chúng ta sẽ thấy ha còn nếu như khởi AI á đăng ký theo tháng thì họ đang khuyến mãi anh chị tức là khuyến mãi tháng đầu tiên là 2,99 đô một tháng còn nếu mà giá gốc của họ là 10 đô một tháng ở đây mình sẽ tính giá gốc hết ha nếu như so sánh giá gốc á, thì Clean AI tốn 10 đô một tháng được 660 Reddit ha và 660 Reddit nè khi mà chúng ta tạo video cứ một video standard như vậy 5 giây á, thì chúng ta sẽ tốn là 10 Reddit như vậy chúng ta sẽ tạo được 66 lần anh chị còn ở trong Polo AI nè khi mà chúng ta tạo một video như vậy á, thì nó cũng tốn 10 Reddit và chúng ta tạo được 30 video thôi anh chị như vậy nếu như ở trong Clean AI và trong Polo AI mà thời lượng mỗi video là 5 giây như nhau á thì mình thấy là Clini AI chi phí tốt hơn anh chị chưa kể là hiện tại Clini AI đang khuyến mãi anh chị nếu như đăng ký gói theo tháng á thì gói standard của họ chỉ có khoảng 3 đô một tháng thôi và những tháng sau là 8,8 đô ha mình không có được trả tiền để quảng cáo cho Clini AI hay là bất kỳ một công cụ AI nào như anh chị chỉ là mình sử dụng công cụ AI nào mình thấy chi phí tốt và tạo ra được chất lượng tốt thì mình chia sẻ cho anh chị thế ha nếu là mình á thì mình sẽ sử dụng là Clini AI bởi vì mức chi phí thấp hơn nè và nó là một trong những AI khá là mạnh trên chị còn Bolo AI này dù sao cũng là một AI mới ra mắt thôi mình cũng chưa biết được cái hiệu quả hoạt động nó thực tế như thế nào ha trong khi cái giá của nó lại còn cao hơn các Clean AI nữa bây giờ chúng ta sẽ thử xem bản miễn phí ở trong Bolo AI nó sẽ làm được những gì hả chị sau khi đăng nhập vào rồi thì chúng ta sẽ vào phần là image to video hoặc là test to video ha thì cơ bản là AI video nào nó cũng làm được những việc vậy Đầu tiên mình sẽ thử xem từ văn bản trở thành video ở trong Bolo AI này á. có tốt hay không hết chị Chúng ta sẽ vào phần là test to video đây Và khi mà vào đây thì nó cũng hiện ra một khung rơm cho chúng ta Chúng ta có thể điền rơm ha Ví dụ như đây mình sẽ copy một cái đoạn rơm mà mình thường demo cho các video chẳng hạn Đấy đây là hình ảnh giữa bạn tôm và Lily ha đang nói chuyện trước một cây thần biết nói đi Mình sẽ copy bạn rơm này Mình chọn là 16.9 ha khi mà chúng ta sử dụng bản miễn phí á, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng gói standard thôi anh chị chúng ta nhắc vào standard mode nè ở đây á, nó có hỏi là muốn cái độ mạnh của cái rom như thế nào ví dụ như chúng ta kéo về more reactive á, thì nó sẽ không có theo rom chúng ta mà ai nó tự suy nghĩ ra ha còn follow rom á, thì tức là nó sẽ theo cái phần rom chúng ta nhiều hơn ha ví dụ như mình sẽ kéo cái phần này về đây để nó theo cái phần rơm của mình nhiều hơn chẳng hạn ví dụ mình kéo về một trăm luôn phần len á là có thể tạo 5 giây hoặc 10 giây hết chị chúng ta cũng có thể chọn chuyển động camera giống như trong Clean AI khi mà chúng ta tạo á ấy ví dụ như anh chị có thể chọn là zoom in zoom out gì đấy thường thì mình sẽ không chọn ha negative room mình có thể điền một vài chữ ví dụ chữ mọt nè hoặc là chữ low quality chẳng hạn sau đó chúng ta bấm vào re ha và như vậy anh chị sẽ thấy cứ một lần video tạo ra 5 giây thì chúng ta tốn 10 reddit anh chị nếu như so sánh giữa Polo AI này và Clean AI thì chúng ta sẽ thấy mức giá ha cùng là video 5 giây cùng tốn 10 Reddit thì ở trong Bole AI gói standard tốn 15 đô tạo ra được 30 video trong khi Clean AI gói standard 10 đô tạo ra được 66 video anh chị như vậy nếu mà chúng ta tính cái gói chuẩn thôi á thì trong Clean AI nó đã được lợi thế hơn trong Bole AI này rất là nhiều rồi anh chị chưa kể trong Clean AI hiện tại chúng ta đang được giảm giá nữa ha mình cũng sẽ tiếp tục tạo một video mới bằng tính năng là hình ảnh sang video để anh chị xem thử kết quả như thế nào ha Chúng ta sẽ bấm vào image to video ha. Bây giờ chúng ta sẽ kéo một hình ảnh chúng ta vào. Ví dụ như đây là một hình ảnh mình đã tạo ra ha anh chị, một hình ảnh dựa trên sản phẩm thật ha và mình đã tạo ra từ trong AI ha anh chị. Mình sẽ copy phần Chrome vào đây, ví dụ như thế này. Chúng ta cũng chọn là standard mode ha và nó có theo Chrome nhiều hay là nó theo phần sáng tạo nó nhiều thì mình để cân bằng ở phần giữa chẳng hạn. Ví dụ như đây mình cũng điền thêm một số chữ như một nè, quality chẳng hạn sau đó mình bấm vào create anh chị một video như vậy á theo như họ thông báo á, thì chúng ta sẽ tốn khoảng 2 đến 5 phút để chúng ta có thể chờ anh chị và khi mà nó tạo video xong rồi thì nó sẽ nằm ở trong một my reaction ha tức là một này đây đây chúng ta có một mục my reaction chúng ta nhấp vào đây chúng ta có thể xem thử ha chúng ta đã có kết quả rồi anh chị ví dụ như video đầu tiên á, là video mà mình đã tạo ra giữa nhân vật tôm và lily đang đứng nói chuyện giữa một cái cây thần biết nói anh chị anh chị sẽ thấy ha Xét về mặt màu sắc á thì có vẻ nó cũng không có đẹp lắm. Nếu như màu sắc này á thì nó chỉ sắp xỉ với lại Bitverse AI thôi. Nó chưa có thể nào bằng Halo Minimax được anh chị. Ở trong video mà hôm trước mình làm về 52 AI free anh chị. Anh chị có thể thấy ha, cái phân cảnh mà mình tạo cho cái cảnh mà hai bạn này nói chuyện á thì cái màu sắc ở trong Halo Minimax tạo ra rất là xuất sắc ha anh chị, rất là đẹp ha. Chúng ta có thể xem lại ở đây ha. Còn màu sắc ở trong Polo AI này nhìn có vẻ hơi bị nhạt nhòa quá anh chị và khi mà chúng ta tạo anh chị cũng có thể thấy ha cái phần chuyển động của camera có vẻ là cũng khá là ổn và nó cũng khá là bám sát cái phần rơm ha ví dụ như hai bạn này đang nói chuyện ở dưới một cái cây thần này cái thần này biết nói thì nó có cái gương mặt có cái mắt mũi miệng ha và cái gương mặt của nhân vật này thì cũng chưa có nói lắm ha đây anh chị có thể xem chất lượng ở trong bolo ai như thế nào ha và trong thực tế khi mà tạo một video như này á thì mình thấy là nó cũng tốn khoảng cỡ 5 phút anh chị 5 đến 6 phút để tạo ra một video giống như thế này khi mà tạo video xong á anh chị chỉ cần đơn giản nhấp vào nút ba chấm này nè chúng ta sẽ download về ha và đương nhiên chúng ta download thì nó sẽ có watermark rồi anh chị bởi vì chúng ta sẽ bị miễn phí mà nếu mà không muốn có watermark thì chúng ta có thể nâng cấp lên bản trả phí ha ok anh chị chúng ta cũng đã có một video tạo ra từ hình ảnh ở trong bolo ai này thì anh chị có thể thấy chất lượng video ha một hình ảnh mình đưa ra cũng khá là đẹp nhưng mà nó tạo ra video ở cái đoạn đầu tầm hai giây đầu thì có vẻ là nhìn khá là hợp lý anh chị tức là cái chân dậm xuống cái dài như thế này khá là hợp lý ha nước văng lên nhưng mà ở cái phía sau khi mà chân mà dở lên như thế này nhìn nó không có logic chút nào hết chị thì nó tạo ra video ở cái chế độ này mình thấy có vẻ là nó cũng tương đối thôi chứ không phải là gọi là tốt và xuất sắc đâu như vậy á khi mà chúng ta sử dụng ở trong bolo ai này á thì nó có những cái gì nó đặc biệt khi mà mình vào trong Bolo AI nè mình thấy nó có một cái tính năng nó gọi là template nè anh chị khi mà chúng ta sử dụng template nè thì ở đây nó có ba cái gọi là AI hết nè AI Kissing và AI Handshake hay anh chị thì ở đây mình có thể hiểu là chúng ta đưa những cái hình ảnh lên và hai người sẽ ôm nhau hôn nhau hoặc là bắt tay nhau chẳng hạn thì đây là một cái trend rất là cũ rồi anh chị một cái trend mà cách đây tầm 4 năm tháng khi mà Clean AI mới ra mắt thì đưa những hình ảnh lên và hai người đó có thể tương tác với nhau chẳng hạn. Thì trong Bolo AI hiện tại họ cũng thêm một số template này ha. Chúng ta chỉ cần đưa hình ảnh vào đây ha. Ví dụ như bây giờ mình nhấp vào thử là AI hết ha. Thì nó sẽ cho chúng ta demo như thế này. Tức là nó có hai phần hình ảnh anh chị. Phần hình ảnh bên trái là của một người, bên phải là một người và hai người này ôm nhau ha. Ở đây nó cũng đã hướng dẫn chúng ta sử dụng nè. Khi mà chúng ta đưa hình ảnh hai người lên thì chúng ta đưa hình ảnh ở cùng một cái tỷ lệ hình ảnh anh chị ví dụ như cùng là hình đứng 32 hoặc là 16 9 gì đấy và chỉ có một người trong đó thôi còn nếu mà chúng ta đưa hình ảnh mà có hai người thì chúng ta chỉ cần đưa một hình ảnh đó và chúng ta ghép hai người lại với nhau ha này cũng khá là đơn giản thôi tuy nhiên mình thấy ở trong đây á tính năng này hiện tại nó chỉ mở ra cho những người dùng trả phí thôi anh chị khi mà chúng ta upload lên đây thì nó bắt buộc chúng ta phải có người dùng trả phí và chúng ta phải đăng ký gói ha thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái này đây ví dụ như mình sẽ thử tính năng này chẳng hạn mình sẽ upload hai hình ảnh của Ronaldo và Messi lên anh chị sẽ thấy ha mình đăng nhập một tài khoản khác rồi ha ở đây mình sẽ có là 20 Reddit ha đấy mình sẽ chọn nhân vật và ở đây nó hỏi là có muốn rớp lại không thì mình sẽ rớp như thế này đấy mình sẽ chọn hình ảnh tiếp tục của Messi chẳng hạn đấy và mình sẽ rớp lại như thế này ha ở phần rớp dưới đây thì nó cũng đã ghi sẵn cho chúng ta ha tức là hai người này ôm nhau ha và giữ lại các đặc tính của cơ thể người ha không có bị biến đổi ha chúng ta bấm re thì nó sẽ tốn là 10 Reddit ha anh chị nhưng mà khi mà chúng ta bấm vào re thì nó sẽ báo chúng ta là cái tính năng này nó chỉ hoạt động cho những cái người dùng trả phí thôi anh chị như người dùng miễn phí thì nó không cho hoạt động ha nên nếu mà chúng ta muốn sử dụng tính năng này thử thì có thể sử dụng ở gói trả phí ha tuy nhiên mình thấy trong Clean AI thì nó làm cái này cũng khá tốt anh chị ok anh chị đó là Bolo AI mọi AI video mới ra mắt và nếu như mình so sánh với một số AI hiện tại thì nó cũng chưa có gì quá nổi bật anh chị tạo video từ hình ảnh và tạo video từ văn bản thì cũng chưa quá nổi trội ha một số một template như mình nãy mình nói thì nó cũng chưa có gì là đặc biệt lắm anh chị và mức giá nếu mà so sánh với Clean ai là một ai tạo video hiện tại rất là tốt thì nó lại cao hơn nữa như vậy thì cơ hội nào cho boloi ai trong cuộc chiến mà giữa các ai video này anh chị hãy comment dưới phần bình luận ha chúng ta sẽ cùng thảo luận ha Ok anh chị, rất cảm ơn anh chị đã xem video và nếu anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Rất cảm ơn anh chị và Tuấn cũng có một khóa e-learning để anh chị có thể học cách sử dụng các công cụ AI và chúng ta có cách tư duy về các công cụ AI này như thế nào để chúng ta làm ra những video cực kỳ chất lượng như thế này anh chị khi mà anh chị sử dụng công cụ AI dù anh chị biết tên công cụ anh chị biết cách sử dụng công cụ đó như thế nào anh chị có rơm luôn thì cũng chưa chắc anh chị đã làm ra được những video như thế này ha mà chúng ta cần có một tư duy chúng ta làm video ha, anh chị thì trong khóa e-learning của mình mình chia sẻ rất là chi tiết ha tổng thời lượng khóa e-learning hiện tại là hơn 20 tiếng rồi anh chị và mình đang bổ sung thêm rất là nhiều case study mới cho học viên anh chị cũng như là khi mà anh chị tham gia với mình thì mình sẽ hỗ trợ cho anh chị khi mà anh chị có thắc mắc anh chị có không hiểu chỗ nào thì mình sẽ hỗ trợ cho anh chị ha và đường link mình sẽ để dưới phần mô tả ha. anh chị có thể đăng ký một tài khoản học thử ha hy vọng là sẽ gặp các anh chị trong khóa e-learning này và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel nghề công sở bye bye anh chị